Nút bạc nè, nó nút bạc đó cài lên tivi. Ok, và chào mừng các bạn cùng quay trở lại đến với channel của mình là Karina. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một video, đó chính là đi lấy nút bạc. Và hiện tại là đáng lẽ tại sao mình không quay điện thoại, bởi vì lười quá cho nên mình quay đặng thẳng cái cảnh đầu trong cái webcam của máy mình luôn. Thì đó, thì ok, ngày hôm nay thì mình có đi nhận nút bạc. Thì bây giờ thì trước tiên thì nếu các bạn yêu thích video này thì các bạn đừng quên để lại cho mình một nút like, share và subscribe nha. Ngoài ra thì đừng quên ấn nút đăng ký để ủng hộ các thành viên khác của OP Team. Và bây giờ mình sẽ đi lấy nút bạc nào. Ok các bạn ơi, hiện tại là mình đang đứng trước công ty của J1 Network để tới đây và nhận cái nút bạc của mình. Và hiện tại là tóc của mình bù xù vãi luôn. Cái mic của mình thì cũng hơi bị lỗi, và đầu tháng 7 cho đầu tháng 7 mình mới mua máy ảnh. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ đi vô công ty để nhận nút bạc nào. Mình cảm thấy giống như là mình đang đứng ngoài đường như một thằng tự kỷ. Hiện tại là mình đang đứng đợi với bà support support bên dây quanh mình xuống mà bấy lâu quá rồi. Nhìn cái tóc mình thấy nản luôn nha mấy bạn. Mấy bạn đừng có comment bảo là tóc của mình, tóc của Karen Lusubu ra là tại vì mình làm như có ai kêu mình đúng không ta? Thì thật ra là mình ít có khi làm tóc lắm, mà nãy mình đi mình đợi nó bảo hiểm nữa cho nên là tóc nó hơi bù xù vậy. Chứ ra làm duỗi thẳng là nó ra thẳng à. Ok. Ok các bạn ơi, thì hiện tại là mình đã đến công ty của Jay One rồi nè. Đi bên lộn trụ sở, đi lộn tùm lum la thì cuối cùng cũng có chị này đó dẫn mình tới. Chị này tên gì ta? Thì mấy bạn không biết thì chị này là support bên Jay One của mình. Còn bây giờ mình sẽ lên công ty nào. Ok các bạn ơi, hiện tại là mình đã tới được trụ sở của Jay One rồi. Đây là nơi mà các anh chị trong bên Jay One đã làm việc. Hiện tại là trước mặt mình thấy có cái nút bạc rồi. Ok các bạn ơi, thì hiện tại là đây trước mặt mình là cái nút bạc. Các bạn nhìn nè. Dì ơi, quay xuống đây dì ơi. Dì ơi. Nói chung là cái mic của điện thoại mình hư rồi cho nên mình phải thu âm bằng cái mic này nè. Thì nó nghe nó hơi sao sao nhưng mà kệ đi. Thực ra mình cũng chưa chưa muốn quay cái vlog này đâu, nhưng mà nói chung là chưa có máy ảnh nhưng mà mình vẫn muốn quay lại cái này để coi như là cái dấu ấn gì đó cho cái channel của mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái nút bạc. Là cái nút bạc của mình, miếng mút quen thuộc. Còn đây là lá thư rồi, chắc cũng không cần đọc đâu, tại vì mấy bạn coi clip của những YouTuber khác là đều thấy rồi nha. Đây bức thư đây. Bạn vừa hoàn thành xong được 100 người đăng ký, chúc mừng bạn có chữ ký của trụ sở YouTube. Và đây, đây chính là nút bạc của mình. Các bạn thấy không? Ở đây có tên là Karen TV. Đó, nguyên một cái nút bạc luôn. Thì nếu mà bạn nào không biết thì đây là cái nút bạc 2018. Thì cái nút bạc 2018 này thì nhìn nó khác hẳn luôn đúng không? Nó mỏng hơn và nhìn nó sang trọng cũng như là hiện đại hơn. Lần đầu cầm nút bạc. Thật ra mình có thấy nút bạc với nút vàng ở trong cái sự kiện Diamond Tây năm ngoái rồi, nhưng mà lần đầu mà mình được cầm một cái nút bạc mới như thế này. Đó, và nó sự thuộc quyền sở hữu về mình thì trời ơi, không biết nói gì hơn luôn. Wow, trời ơi. Sau 10 tháng hoạt động trên cái kênh YouTube này thì cuối cùng mình cũng đã được một cái nút bạc này. Thì mình sẽ ghi nhớ mãi ngày hôm nay là cái ngày mình được nút bạc. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó. Còn bây giờ là chắc là bây giờ mình phải đem cái nút bạc này vào hộp và về nhà và làm gì đó. Ok. Đó, nút bạc nè, đó, nút bạc đó, cài lên tivi, đó, giấy nè, đó, cái hộp nè, NANI? chị support nè, đó, ok, và bây giờ mình đã ra rồi, bây giờ mình đang book Grab để đi về nhà, đó, bây giờ về thôi, rồi, ok.
Ok, thì như các bạn thấy là mình đã về tới nhà rồi đây. Và hiện tại là đây là mình chưa và đây là cái nút bạc của mình nè. Đó, các bạn thấy không? Nút bạc của mình ở đây. Thì hiện tại là mình chưa biết là nên đặt nút bạc ở đâu. Có thể là để trên tường này nè. Đó, trên tường đó, trên góc đó thì mình sẽ để trên đó treo lên. Mỗi lần mình nhìn vô là mình có kiểu như là có động lực ấy. Đó, trời, nhìn cái nút bạc phê thiệt chứ. Để cái Karen TV đó, dẫn nó hơi bị ngược một tí, nhưng mà cũng cái đó rồi. Cái chữ này thì nó hơi ngường ngường tí, nhưng mà không sao. Trời ơi, không ngờ là nó hiện với các bạn là từ cái ngày mình làm YouTube tới giờ mình vẫn chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được cầm trên tay, chưa chưa bao giờ là nghĩ là được cầm trên cái nút bạc này, toàn là cầm nút bạc của người ta không mà. Thì đó, và nói chung là hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ mình để mình tiếp bước trên con đường 1 triệu subscriber nha. Thật ra là chưa tới đâu, ý mình là các bạn hãy nhớ ủng hộ mình trong buổi hè này, mình được lên 200k sub nha. Và trong năm sau, năm tới đó mình sẽ được 1 triệu subscriber. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Và nếu các bạn thích video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, một nút share và nút subscribe. Ngoài ra thì đừng quên để lại cho cái thành viên của OPT một nút like cũng như là đăng ký nha, để ủng hộ team mình. Và còn bây giờ thì bye bye. Nani?